Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay mình vệ sinh con Jaguar 203A. Tiện đây mình quay toàn bộ nội thất cho anh em xem. Trước tiên là nó có một cái tăng phô là anh em này. Vẫn còn tem của PA203A này. Và đây các cái vỉ mên mạch của nó này. Vỉ mít này. Mít này, hai vỉ mít này. Hai vỉ, một vỉ echo này, một vỉ tiếng này anh em này. Và đây cũng một vỉ tiếng nữa này. Còn đây là con này chạy vang dời này anh em này. Và hai tụ lọc nguồn. Và đây toàn bộ sò của nó là anh em này. Sò của nó là có mã là G50. Anh em này, G50 Japan nhé anh em nhé. G50 Japan. Và K135 cũng Japan này anh em này. Sang bên này kế anh em nhé. Nó chạy 4 con sò sắt anh em ạ. 4 con sò sắt này. Cái mã sò của nó này này anh em này. K135 Japan anh em nhé. K135. Và dưới này cũng là phải là G50 Japan. Mình đang làm vệ sinh và quay luôn clip cho anh em. Mên vỉ mạch của nó còn rất đẹp anh em. Anh em nào có nhu cầu con này xin liên hệ nhé. Giá mình bán là 4,5 triệu. Bao zin, bao xịn hết cho anh em. Đây các lúm núp của nó này này anh em. Jaguar này, các lúm nút còn nguyên bản anh em nhé. Nắp hồi này, đây ốc mình tháo hết ra đây này anh em này. Con này về trong tình trạng còn rất đẹp anh em. Ai có nhu cầu xin liên hệ cho Hà ở phòng nhé. Xin chào tạm biệt anh em.